Hello anh em nha. Sẵn đây này, có hai chiếc xe, còn xe hàng thắng với xe em. Em quên anh em một chiếc xe là rất chi là nhát rửa. Một xe rất chi là nhát rửa, một chiếc xe là rất chi là siêng rửa. Thì coi cho anh em nhát rửa là như thế nào này. Đây nhát rửa này, nhát rửa có nghĩa là giống như anh em ăn ở mà dơ á. Xe này nghe thấy không, nói chứ đồ này còn đồ xe thùng không anh em, nó nguyên con như vậy luôn á, nên nó để vậy luôn, nó không có đủ hết đó. Mấy cái này là nguyên cục từ xưa đến giờ nó để vậy luôn này, nó không chịu luôn. Còn cái này thì nó không có kỳ bằng em, nghe thấy không, nó để vậy không à. Buôn này là nguyên biết bao nhiêu, buôn này 30 triệu, ben của nó này, ben để thấp anh em ạ. Xe này là xe con nhà giàu, siêu rửa sạch xe, nói chung là ngày nào cũng tắm rửa hết nên nó kèm nó mới. Đây nha, chung chịu không? Ok anh em,